Mở nhanh lên. Mở cốp lên. Mở cốp lên. Dạ. Em biết ra đi. Bắt lại. Bắt lại. Tôi là gì của đi đây đó. Bạn như thế nào? Bạn như thế nào? Bạn như thế nào? Em bạn gái của nó. Bạn gái của nó là ai? Nó tên gì? Bạn đó, bạn gái của anh đó. Quen bao lâu rồi? Cô biết nghề nghiệp của anh là gì không? Rồi mà anh giải tán đi. Anh giải tán đi. Có gì đâu coi. Để đi đứng đây đưa. Để công an phường xuống rồi bắt xe đem về luôn. Nếu như mà cô không có gì thì cô không có gì phải sợ. Cô không là người liên quan là không phải sợ. Hả? Để thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Anh nói cho em biết. Cái này bây giờ tôi không thể nói cho cô biết trước được. Bởi vì cô hiện tại cô chưa biết con như thế nào. Đúng không? Chưa biết cái mối quan hệ của cô với anh đó này như thế nào. Thành ra cô cứ bình tĩnh cô ngồi. Hả? Gọi điện thoại đi. Đẩy cái xe đó lên đây. Nè em ơi. Em mà đẩy xe lên đây đi. Đó là giải tán đi. Rồi giải tán cho tao chụp hình rồi. Tao bán anh. Tao bán bị can nha. Thì ở đây là có gì người ta đi theo không? Hả? Ta đi theo không? Trong tim mình và mỗi đêm biết lâu nay anh đã nhớ và đã từng
chết không?